你干嘛呀？你干嘛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 ？你干
Thank you.
Để anh chào anh chào hồng chuốc anh đây để anh chào hồng chuốc thiệt đi rồi ăn cố ăn cố ăn ăn không khỏi đấy. Dẫn phun cố gắng uống cố xong lại nằm nghỉ ngơi nhé. Tí nữa anh cứ uống. Uống xong nằm nghỉ đi. Uống hết đi, thuốc rồi. Không uống không khỏi nữa. Thank you.
qua này.
chưa? Đã ăn chút rồi. Dậy ra lợn đi. Con đây đi. Khỏi. Khó uống, không biết khỏi đấy. Đấy nóng hơn đấy. Thôi thôi, uống xong đi nghỉ ngơi. Mệt lại đi lên nghỉ ngơi kia hết. Em nghỉ ngơi đây nhé.
Đi ra bên khe núi bên kia. Chúc mình đi nhé. Em ở nhà mệt thì em cứ nghỉ ngơi nhé. Em đi cẩn thận nhé. Về thì cứ nghỉ ngơi nhé. Anh đi cẩn thận nhé. Thank you.
tối rồi sao anh đi lâu thế nhỉ? Anh chưa thấy gì. Bà hợp cái đấy. Rồi nhỏ. Hả? Đi nhỏ, dột nó vừa nhỏ. Hả? Hả? Bà hợp cái này dột này kìa. Hả? Ừ. Nó cũng tỏ xuống mày ô. Mun không có hả là mun chứ hả? Nó sẽ nặng thôi. ก็มันเสียก็ต่อต่อต่อมาต่อต้นเนี่ยมันจะยิ่งทำไมอ่ะอือก็ต้องเอาลงต่อแล้วที่ไหนหรือเปล่าแล้วที่ไหนอ่ะ Oh, yeah.
我们来，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 我们来
Bắt cầm mà, ừ, cái khác rồi nữa. ยิ้มช้าดำยิ้มห้าวแหวงอ่ะเออมาเอาใส่ยาหน้าหมาเนี่ยอ่ะเออThank you.
Chưa về.
Đi đâu rồi? Mấy nay đi mà nó phun à, nhiều chuyện nhiều việc, nhiều biểu hiện. Xìa nhé, xìa cho ăn thì nó không có nhà nào. Người hoa sĩ tuệ cái liệu người hoa sĩ đi nhằng á chua à? Mùa bèo giờ hào mùa mà ao nhá phấn kẻ nhà mày ao chui và lo hắm cuộn mười lào phải mà
mà mày mình xịt nhảy tỏ ăn luôn. Cái này dốc này.
Đi đâu rồi? Đây làm sao giờ thấy rồi. Thank you.
sớm hơn. Tưởng là anh ấy đi bán xong đi chợ, em đi chợ tìm không thấy, xong rồi lên rừng tìm thấy một con dao em đi bảo. Rồi, tôi sẽ xem xét là sẽ cùng chị sẽ đi tìm xem anh ấy có thấy anh ấy không. Đồng chí chuẩn bị đồ đạc xong rồi cùng chị ấy đi xem là có tìm thấy được cái người mất tích hay không nhé. Chị dẫn đường nhé. Được rồi ăn. Được rồi. Không có tình hoàng nó vô. Nhà cháu dừng vô đi là nó chẳng có một lũ tế cằn thua đi nay liều hả. Phải em cái gì mình đi ra béo à? Như xe máy công như xe ở dưới đi à? Là mình dưới béo mình cháu công. Mà hai mình thu gì đó mà anh ấy, mà tới là chỉ khâu như vậy. Không mình thu rồi. Thì thu nó cần gì dưới đi ra béo, mình cháu gì đi. Hoàng cả mình tu cả như dồn đi theo hả? Nhanh lắm á.
em đi tìm ở đấy nhặt cái dao nhưng mà không thấy rồi. Chúng ta vừa nè. Nó đọc rồi rồi. Này nhưng mà thấy dâu đổ ở đây hết. Đổ chỗ này. Dâu đổ ở đây hết. Bực này thì, bực sâu này thì. Da thì ở dưới này nhưng mà kia không sống nhiều. À, sống thân xem dưới này xem. Này sâu này chắc không xuống được đâu, chắc phải tìm đường vòng thôi. Vòng qua bên kia. Ai mà chỉ qua đường đấy không biết không được. Cho được cho mình. Đi vòng qua bên này. Này khó tìm đấy. Nói muốn vô được, cũng muốn là ông có ông bò, mà xin mà là muốn bò. À, muốn này, hả? Đợt thì lỡ đây là con người tôi là chưa yên ngoài. Nói đi học cùi đấy. Vẫn ai cùi đấy. Mày non bị chết
xin hoa. Nó là phẩm bé. Nó là phẩm bé. À. Nó nè. Nó y bé. Ờ. Nó là gì tôi không mãi đó. Mà ta như ôm như này à? Như tôi nó cúi tôi không mãi. Qua bên đây xem nhé, em ơi, cái này xem. Ôi trời ơi. Sâu cái này. Người không thấy đâu, thấy đang gùi. Sao à? Đâu? Dạ. Em chị, em có phải là gùi của anh ấy không? Ờ, đúng rồi. Đúng rồi. Người không thấy đâu. Không thấy đâu. Cái này sao mà nó có người quăng ấy. Này chắc họ đi lấy măng đấy. Đây này. Có người chứ. Cái chỗ này chắc lấy được mấy hôm rồi. Măng họ mới bóc đây này. Các bạn phải cũng được 3-4 hôm rồi đấy. Đấy, các cũng được 3-4 hôm rồi. Này nghi cái người cứu ở con ở đây thì cái này thì chắc đấy người cứu rồi chỗ này. Có người dân người ta mang cứu đi này có này chị ạ, chắc ở đây có người ấy rồi.
Giờ cũng muộn rồi, chắc phải anh chị em mình xuống dưới làng kia đi hỏi thăm dân dưới kia xem thôi. Vâng. Trên này không chắc không có trên này đâu. Vâng. Đi. Này chắc có người cứu rồi, nó đang đi khỏi, giờ lên băng lên lâu. Vừa đi yếu xem nha. Xem xem. Dạ. Chị có biết ở đây có hay vào rừng mang như thế không? Không ạ. Ở làng mình này có thấy ai người lạ nào không nhỉ? Không phải, nó lại phải đi làm việc cũng khỏi nhà cũng không được đi Không biết đâu, em toàn ở nhà mà không biết. À, có nghe tin trong làng có ai bị đi rừng mà bị là...
làm sao? Không, không, không. Mưa suốt không được đi đâu anh ơi. Anh có thấy người nào lạ lạ con em? Không thấy. Người lạ à? Không thấy. Rồi, cảm ơn đấy. Không, không có gì. Con tự lưu nắm với tôi mà hóm hỏi cho tận Tengo, tengo una. ¿Cómo está?